Vâng, xin chào em. Và theo thông tin của em tức là em là bị cổ chân là bị cái nút mụn nước. Thế và khi mà mình gãi ra thì nó ra những cái dịch màu vàng. Đấy. Thế thế và cái mụn nước này thế và nó cũng rất là lan và rất là ngứa. Vâng, theo như là cái thông tin của em thì đây có lẽ em là bị một cái gọi là viêm da cơ địa hay là tràm. Vâng, eczema. Vâng, thế thì cái này thì em cũng không nên đi ra ngoài mua thuốc hiệu thuốc để bôi đâu, tại vì là như vậy thì là chúng ta sẽ có thể, tại vì trong các cái sản phẩm để kem bôi này nó có chứa corticoid, nếu mà chúng ta cứ lạm dụng như vậy thì nó làm cho tổn thương của chúng ta nó sẽ có thể giai đoạn đầu thì nó sẽ cải thiện tốt, nhưng mà sau đấy thì nó sẽ nhờn đi, nó sẽ quen đi và nó sẽ không có tác dụng nữa, và đôi khi thì là nó sẽ bùng phát lên làm cho cái bệnh của chúng ta nó nặng hơn. Vâng. Cháu cũng thấy thế. Vâng, đúng rồi, đấy, thế nên là cái này thì em nên, nếu mà cái tổn thương của em mà nó có nhiều mụn nước, nó có nhiều dịch và ngứa rất nhiều thì em nên đến các cái cơ sở y tế thuộc chuyên khoa da liễu để em khám, thì các bác sĩ sẽ tùy theo cái giai đoạn của em thì sẽ có những cái phương pháp điều trị cũng như là tư vấn để phòng bệnh cụ thể cho em nhé. Thế và đối với những cái tổn thương này thì em có thể sử dụng cái kem bôi Excestop. Cái kem bôi này thì vâng. nó hoàn toàn là từ các cái thảo dược thiên nhiên, nên là nó sẽ các cái dược liệu thiên nhiên và nó có cái tác dụng tốt trong cái việc chống viêm này, giảm cái mụn nước cho em này, giảm ngứa cho em này, và nó dưỡng ẩm cho cái làn da của mình nữa, để tránh cái sự kích ứng, và nó cũng để bảo vệ, tăng cường cái sức đề kháng cho da nữa, nên là em có thể sử dụng cái kem Excestop này bôi ngày 4 lần. Vâng. Đúng rồi, Excestop. Vâng, em nhé. Thế và cái này em có thể bôi lâu dài hơn. Tuy nhiên thì em cũng, nếu mà chưa đi khám lần nào thì em cũng nên đến các cái cơ sở y tế để em khám, để các bác sĩ sẽ có những cái chẩn đoán cụ thể cho em. Và bên cạnh đó thì em vẫn phải luôn luôn vệ sinh cái vùng da này. Thế và tránh gãi. Khi mình gãi như vậy thì mình sẽ đưa các cái vi khuẩn vào trong các cái chỗ tổn thương và có thể dẫn đến cái tình trạng viêm da và làm cho cái tình trạng tổn thương nó lại càng nặng nề hơn. Thế nên là em cũng nên hạn chế, và chúng ta cũng nên không sử dụng các cái rượu bia, những chất kích thích này, không nên ăn đồ cay nóng quá này, và một số các cái chất mà dị ứng, ví dụ như tôm cua nó cũng là một chất rất dễ bị dị ứng, thì em khi ăn cũng phải cẩn thận. Thế và